con lật dùm cuốn kinh trang số 10. Không có tụng nữa, không tụng nữa, nghe cô dạy. Có cái ông đó, ông Fre, biết Fre không? Thì mấy ông sư huynh với đồng mấy ứng viên. Thì có một ông Fre, ông học chuẩn viện xong thay Dũng làm linh mục, thì ông lại về đợi mấy bạn. Rồi coi như là cái đêm nó con nó khóc quá, nó không có ngủ được, khóc quá khóc. Thì bà cũng giáo dân, ông cũng dỗ con, dỗ hoài nó mới đến. Thì ông một mình đi làm về rồi con nó khóc, và cái gì con một tiếng con rít, hai là tiếng mèo kêu, là nó khó chơi lắm. Thì ông hỏi sao vậy em, con nó bị sao, nó sốt rồi sao? Thì bà nói trời, nó mắc cái miếng nó khóc quá, nó chịu ngủ hai giờ sáng rồi. Thì em nói ông cổng cáp, ông nói thì vô lấy cuốn thánh kinh, nó lầu đọc vài trang rồi nó đi. Rồi nói anh nó trong chuẩn viện là vậy thôi, cứ vậy cái thánh kinh đó, cái Bible nó làm vài trang thì mất. Mà thiệt nhiều người đó, họ nít nó khóc đêm đó, bên tàu kêu là dạ đề đó, dạ là đêm đề là khóc. Tới thì mấy thầy viết đề để cho nó dễ ngủ, bỏ ra mình có tâm. Còn bên tu thì khỏi, tôi khỏi có gì, tôi khỏi có từng chú thiếm gì hết đó. Cứ là buồn ngủ cứ tiếng đại cuốn kinh tụng của mình, rồi lựa mấy cái bài mà về mà tập những nhân viên đọc vô đố đứa nào mà thức nổi. Bà nội nó còn ngủ mà nó mới nói tôi thấy đó là nhiều người hỏi tôi tại sao mà mấy sinh tinh cầu an không. Tôi nói cầu an thì tôi không có tin lắm, bởi vì phước ai đến chiều, phước tới thì hết bệnh, mà nghiệp ác tới thì bị bệnh thôi. Có điều tôi tin một chuyện là mình bị bệnh, mình nằm giật giờ, mà có ai tới mình tụng mình kiểu người mình với hồi nãy đó, không đi mới lạ. Nhất là kinh Việt Nam mình có cái chiêu mà kinh Lục Bát, hồi đó miền Tây có cái vụ mình sống giảng hoàn hảo, nghe nó là cỡ nào cũng phải đi thôi. Thì là không chống thì chạy lì lắm, mà phải là 20 phút là cũng phải cởi hạt đi, không nghe. Bây giờ là mình vô trang số 10. Chiều nay nó có một nhân viên rất là độc đáo. Đây, độc đáo ở chỗ là tôi muốn giới thiệu bà con về cái lịch sử Đức Phật theo cái điển Năm Tông. Xin thưa một chuyện đó là cuộc đời của Ngài đó, mình coi trực tiếp trong chánh kinh thì nó ok hơn là đọc qua mấy cái bài kinh này. Tại sao tôi phân biệt chánh kinh và không phải chánh kinh? Bởi vì khi người ta làm thơ đó thì người ta có cái lắc lém, các vị thấy không? Hồi nãy tôi đọc mà tôi nói văn tôi cái phần mà quan hỷ, cái phần mà vui chứ 30, mà cái phần mà quải nó 70. Tại vì trong đó nó có quá nhiều cái chi tiết mà tôi cho là nó over. Ví dụ như một ngày sanh ra mắt cái giống gì mà mình dậm giá là trời rung đất chuyển, nhìn lúc động đất thế, và mình mới vui hai ti nó vừa qua. Cái dân hai ti mà nó nghe cái này là nó sợ gần chết nó luôn, tại vì là nó nghe cái vụ mà trời long đất lở là nó giọt rồi. Nó lại hơi đâu nó ngồi đâu mà nó nghe cánh nữa. Thì không có ghê gớm như thế này đâu thưa quý vị. Dạ, phải ghê gớm. Tôi đang viết một cái bài tiểu luận về Đức Phật, mà các vị đọc vào tôi đố các vị tìm ra một cái chữ Phật trong đó. Bởi vì tôi muốn nói về Đức Phật mà bằng cái lẽ tự nhiên, mà bằng cách nói rất là nôm na. Tôi là thầy chùa mà hôm nay giờ tôi đem một cái người đời đó tôi nói nó kỳ chứ, tôi mê Đỉnh Công Sơn một điểm. Cái tiếng Việt của Đỉnh Công Sơn là cái tiếng Việt của phù thủy. Ổng viết mà mình đọc vô mình thấy nó hai chỗ nào, mà mấy người dám muốn nói cái gì. Đó là cái hay thứ nhất của Đỉnh Công Sơn. Một cái chuyện nó hơi nhạy cảm là chả có là cộng sản hay không, nó tôi xin không nhắc tới. Bởi vì chả xuống đất rồi chả về đất cho già được ngủ yên đi. Nhưng có điều phải nhìn nhận tiếng Việt của Đỉnh Công Sơn nó mở ra một cái phương trời lớn cho người Việt nói tiếng Việt, người Việt yêu tiếng Việt. Cái chuyện thứ hai mà tôi yêu Đỉnh Công Sơn đó là ông viết sao mà hiểu cũng được, mà đặc biệt hiểu viết về tình yêu nam nữ. Có hề mà ông dùng đến ba cái vụ mà nhớ nhung hung hít là không có. Mấy cha kia rồi đọc nó nhầy nhụa, nó nhớ nhớ mà nó đáng làm sao đâu mà Đỉnh Công Sơn thì không. Nhưng mà biết Đỉnh Công Sơn nói về tình ca biết, thì Phật pháp cũng vậy đó. Tôi nghĩ rằng mình nói về Đức Phật mình không nhất thiết là mình phải đưa ra những hình ảnh mà nó ghê gớm như vậy, như đôi khi nó làm phản cảm, phản tác dụng. Ví dụ như ngày xưa tôi có hai sư phụ, một vị đó là đã tịch rồi, một tịch năm 84, một vị đó thì coi như là còn sống là Ngài Tăng Thống.
Thì năm 84 năm đó tôi sinh, năm 69 năm đó tôi 15 tuổi. Lúc thầy mất rồi tôi có về chùa một lần, về chùa tổ đó một lần, thì tôi gặp cái bà cơm cho thầy đó. Bà gặp mặt tôi lúc lúc đó là tôi coi như Úc nhỏ xíu. Thì bà gặp tôi bà khóc, trời ơi bà khóc, bà nói, trời, tôi gặp tôi nhớ ngài quá rồi. Tôi mất quá ngài thôi, ngài là chân tu khó kiếm. Rồi ngài chân đây thấy ngài về hoài. Các vị có biết ở ngoài đời đó mà người ta nghe nói là chết rồi về hoài thì có thể họ thấy hay hay. Chứ trong đạo của tôi đó mà chết mà về hoài là cái cửa thì đi không có xa. Không có xa mới về hoài. Đi nước ngoài đâu có về hoài. Nhà thì còn nó đi xuống Tây Ninh, Bến Tre nó đi quẩn nó về hoài. Chứ còn thứ đó đi Đức, Nhật, Canada thì sao nó về hoài được. Đấy. Cho nên là bà gặp nó nói rồi ôi tôi thấy nhà chân tôi có cái chết thì thấy giờ bà còn kể tên nhưng mà bà này bà hai tèo bà tám bún gì tùm lum hết. Mình nói về Phật cũng vậy, cái cách nói của mình không khéo rồi nó sẽ vẽ ra trong đầu người ta một cái hình phơi là Đức Phật kỳ cục lắm, kỳ cục lắm. Tôi theo kinh điển mà nói thì tôi hiểu Đức Phật đó, ngài là một con người cũng bệnh hoạn như mình vậy thôi. Cái vĩ đại của Đức Phật không phải là những cái râu ria, những cái chi tiết, mà là ngày mà mở ra cho mình một cái đường hướng suy nghĩ. Có nhiều người tốt nghiệp đại học Mỹ, đặt Yale, Stanford, Harvard, đặc biệt là đại học UW, có một lượng giáo sư học giả về Phật học rất là đông. Đặc biệt là ở Washington State. Các vị nghe đúng không? Có rất giả về Phật học. Hôm nay đưa ra một cái định nghĩa, một cái nhận xét mà tôi cho rất là hay nhưng mà rất là nguy hiểm. Họ nói rằng cứ nghiên cứu kỹ cái đạo Hindu, Hindu cứ nghiên cứu cho kỹ đạo Phật thì sẽ thấy rằng Phật Thích Ca là kế thừa cái di sản của Hindu. Nghiên cứu cho tới nơi tới chốn chúng ta thấy nó có lý lắm. Bởi vì trước khi Đức Phật ra đời đó thì Ấn Độ nó đã có cái Bà La Môn giáo, mà Bà La Môn giáo nó là tiền thân của Hindu bây giờ. Cũng giống như là Đạo Phật Nguyên Thủy bây giờ nó không còn nữa. Tôi phải nói một câu rất là đau lòng. Đạo Phật Nguyên Thủy không còn nữa. Mặc dù hôm nay thì Phật giáo Nam Tông chúng tôi đôi khi cũng nói rằng còn Nguyên Thủy. Ông ấy nó kêu thoải mái của. Thì cứ kêu nó kêu hết đi nó hết kêu. Giống như đồng hồ tôi nó vô nước đầy đúng không nữa. Thì nếu mình đọc thoáng qua thì trước khi mà Đức Phật ra đời thì ngược bộ hạ đạo đã có nói vấn đề nghiệp báo luân hồi. Họ đã có nói vấn đề gọi là lục căn. Đạo Bà La Môn giáo, Bà La Môn giáo có nói đến lục căn mắt tai mũi lưỡi. Bà La Môn giáo có một cái khái niệm gọi là Maya. Đó là một cái concept, một cái idea rất là hay của đạo Hindu. Tức là hồi trước cái tiền thân của nó chính là Bà La Môn giáo. Maya nó gần giống như là cái quan điểm mà vô thường vô ngã của Phật giáo. Dịch tiếng Anh đó là illusion. Illusion là là gì vậy anh? Nhưng mà biết phải không? Đại là đồ dỏm đó. Hiểu đúng sinh là đồ dỏm, đồ đúng quất. Hiểu đúng sinh là ảo giác, ảo tưởng. Cái tiếng Maya nó nghĩa như vậy. Và họ nói rằng là tất cả những cái biết của mình về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó đều là Maya hết. Cái thế giới này đó, cao, thấp, mập, ốm, đẹp, xấu, dài, ngắn, trong, ngoài, trên, dưới, đen, ngày, ế, đi tiên. Tất cả những cái đó nó đều là những cái khái niệm tương đối. Họ nói giống Phật giáo lắm, nhưng có điều khác chỗ nào? Họ khác ngay cái chỗ rất là essence. Đó là mỗi sinh vật, mỗi chúng sinh trên cái hành tinh này là một mảnh vụn của cái đại ngã. Mà đại ngã đây còn một tên gọi khác, chính là Đức Phạm Thiên hay là Đức Chí Tôn hay là cái đấng sáng tạo. Từng ngài là một cái khối đại ngã, và chúng ta trên cái hành tinh này là từng phần da thịt, một người là cọng tóc, một người là sợi râu của ngài. Nếu mà mình không có tu hành á thì những cái cọng râu như sợi tóc này nó cứ luân hồi hoài mà những cọng râu như sợi tóc, những cái bộ phận nào đó, tức là những chúng sanh nào biết tu hành thì một lúc nó sẽ tìm đường, nó trở về, nó nhập một với cái đất chí đấng Chí Tôn. Mình tu hành là mình đang tìm đường từ sông để trở về biển, để hòa tan vào biển. Như vậy thì bao nhiêu cái chuyện mà mình làm lần lớn dữ là tôi làm và tôi hưởng,
Làm lành thì tôi làm và tôi hưởng, làm ác là tôi làm và tôi chịu. Nhưng mà trong Phật giáo mình thì Đức Phật không có dạy như vậy, ngài dạy như thế này. Đây là một cây cam, đây là một trái cam, đây là một trái xoài, nó dễ hiểu. Đây là một trái xoài, mình ăn trái xoài nó ra một cái hộp, cái hộp đó nó tạo ra một cái cây xoài khác, và trên cây xoài đó nó lại có hộp nữa. Trái xoài trước và trái xoài sau nó là một, nó là hai. Dạ. Nhưng mà nó có quan hệ nào hay không? Trái sau nó có từ trái trước, nhưng nó có phải là trái trước hay không? Dạ. Đạo Hindu nói rằng cái chết là sao? Cái chết là cái thân xác mà nó giống như một cái lồng chim, và cái linh hồn, cái phần hồn của mình nó giống như là con chim. Cái thân, cái lồng chim khi nó bị hư thì con chim nó sẽ bay qua một cái lồng khác cũng vậy. Khi mà cái này mà nó sụm bà chè rồi đó thì cái xác, cái hồn của mình sẽ đi đầu thai chỗ khác. Nhưng mà trong cái quan điểm của Phật giáo nguyên thủy thì không có nói như vậy. Làm ơn nhớ về một chuyện cực kỳ quan trọng. Tôi mong rằng một năm sau vào ngày này tháng thì tôi sẽ không nghe ai ở đây nói ngược lại đây. Tôi không phải tôi nhồi nhét các vị, nhưng tôi hy vọng rằng các vị hiểu được. Đó là trong cái chỗ này tôi nói rất là chậm nha. Trong Phật giáo nguyên thủy vốn không hề hề có chuyện nó đi đầu thai. Xin hỏi các vị ở đây ai cũng học về vật lý hết. Xin hỏi các vị vậy, trước khi mà tôi mồi lửa từ ngọn đèn này qua ngọn đèn kia thì nó có một cái lửa nào từ đây đi qua kia hay không? Có. Còn nhớ là nó học quá học nhớ. Lửa nó gồm. Nhưng mà tôi hỏi là có cái lửa nào từ bên đây nó chạy qua bên kia không? Năng tiếng là mình mồi đó, nhưng mà thật ra nó có lửa nó chạy qua đâu. Sure. Có không? Không. Exactly. Làm gì có. Bởi vì lửa nó từng lúc nó đốt nhiên liệu. Nó lửa nó chỉ là một sự hiện hữu rất là ngắn thôi thưa bà con. Ngắn, không bao giờ có một cái cục lửa nào mà nó nằm lắc lơ vậy rồi từ đây nó chờ nó mồi nó chạy qua bên kia. No. Chỉ như dòng sông vậy đó. Mình thấy nước nó chảy mình gọi đó là dòng sông, tiếng Anh nó gọi là a stream, chữ a, chữ số 1. Một trong văn phạm nó gọi là số 1. Nhưng mà cái stream ở đây nó thật ra nó chỉ là một cái tên gọi cho vui đứng thôi, chứ không hề có một cái gì mà gọi là hay là qua, không có cái a stream nào trên dòng sông, có vốn không hề được cảm cái a stream, không có. Cô nghe kịp không? Bởi vì dòng nước nó luôn luôn nó chảy, luôn luôn nó trôi liên tục. Cái mà ta gọi là dòng nước nó là cái sự góp mặt của nhiều cái giọt nước khác nhau, mà những giọt nước nó bản thân nó cũng gồm trong, nó chứa trong đó rất là nhiều cái thành phần chemical trong đó, và vô số cái giọt nước nó cộng ghép lại nó làm nên một dòng sông cũng vậy đó. Toàn bộ cái đời sống của một con người đó, trong từng giây phút đó, cái tấm thân physical body của mình nó luôn luôn nó thay đổi, cái sau nó tới nó thay cho cái trước. Và trong đời sống mental body của mình trong Phật giáo mình nói đó, mình có hai cái, một cái mental body và một cái physical body. Thì cả thân và tâm mình nó luôn luôn biến diễn, nó thay đổi, lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui, lúc thì nó sương sương không buồn cũng tả thọ đó. Thì toàn bộ cái đời sống của mình từ sáng tới chiều, từ năm này qua năm khác, nó là một cái dòng chảy liên tục. Và trên cái dòng chảy miên viễn bất biến đó, cái nào là thiện thì nó sẽ tạo ra một cái chủng tử thiện cho kiếp sau, còn cái nào là bất thiện thì nó sẽ tạo ra những chủng tử cho kiếp sau. Các vị hỏi tôi, cái chủng tử đó bây giờ xin nói cho kiếp sau vậy, bây giờ nó nằm ở đâu? Tôi xin hỏi các vị, nếu các vị không biết nó nằm ở đâu, tôi xin hỏi nha. Đây là cây anh đào, khi nó chưa nở hoa thì cái bông nó nằm ở đâu? Tôi hỏi nằm ở đâu? Nó trong cái cây. Bỏ tay. Chưa có. Exactly. Chưa có. Chứ không có phải mà như một đứa bé nó hỏi với con 6 tuổi vậy, hồi 7 năm thì đứa con ở đâu? Thì bà anh ơi, mày không đúng. Rồi còn có bà kia thì bà thông minh hơn, hỏi vậy chứ con 5 tuổi vậy, hồi cách đây trước cái 5 tuổi đó nó còn ở đâu? Thì bà má bà suy nghĩ rồi bà nói, tao với ba mày lần đầu tiên gần nhau trong cái đường hầm xe lửa, cho nên hồi đó mẹ trong cái đường hầm xe lửa đi ngang rước này luôn,
đó nói cho vui thôi. Chứ phải nói rằng thì là cái hoa nào khi nó chưa ra hoa thì ta phải nói rằng nó chưa có có, chứ không có cái chuyện nằm trong cây. Cái đạo học biology mình làm zero rồi. Cái giúp tôi hỏi không? Nếu mà nó nằm trong cây vậy có nghĩa là đứa bé kia nằm trong gối à? Nó chỉ... khi nào cái này cái kia nó cộng đủ lại thì nó mới là ra hoa. Cũng giống như bây giờ tôi nói tôi cần tóc hương, tôi cần một tí lửa, tôi nói bác Thành cho tôi xin một tí lửa, đó cũng là một cách nói. Ồ, tôi cần lửa để tôi đốt nha. Thì bác Thành ở ngoài đi vô ông thọ tay quần ông móc là một cái cục, một cái tạo lửa. Thì tôi hỏi thì cái lửa mà để trong cái túi quần nó không sợ, nó không sợ cháy à? Lúc đó có lửa hay chưa? Nhưng mà tôi gọi, tôi nhờ, tôi xin ông tí lửa mà ông lại xách một cái cục trợ vô đưa tôi, vậy có đúng hay không? Đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Vì ông đem vô cái quẹt mà thôi lửa ở đâu thì ông không trả lời được. Nhưng mà khi nào mà ông thấy cái ngón tay của ông nó cộng với cái bánh xe, nó cộng với tay vì đá lửa và nó cộng với ga. Ngón tay, bánh xe, vì đá lửa và ga, bốn cái này nó cộng lại thì nó mới ra lửa. Rồi oxy nữa, rồi nếu mà cộng nó ra 1 tỷ luôn. Như thế cái nó là giá trị được có gió, có gió. Chứ nếu mà gió nhiều quá thì nó là quân bài nguyên là chết luôn. Đấy, chỉ có giúp bô mới trị được gió thôi. Cho nên ấy là cho mình thấy quá trời nhân viên, cái gì thấy không? Tức là chỉ có được một đốm lửa nhỏ để thắp nhang thôi. Mà nào mà ngón tay, bánh xe, rồi nào là viên đá, rồi nào là ga, rồi oxygen, rồi phải có theo cái oxygen cũng ở mức độ chấp nhận được. Chứ oxygen mình nó tới một khí thế cuồn cuộn là cũng không thể nào quạt nữa. Thì trong đạo Phật, Đức Phật dạy rằng không hề có một cái gì đó nó đi từ cái kiếp này nó qua cái kiếp khác, không bao giờ có chuyện đó. Làm ơn nhớ gì cái đó. Bởi vì khi mà ta nghĩ rằng có một cái gì đó, khi mà mình đai cái này cái có cái cục gì đó từ đây nó đi đó, là mình trong đạo Phật gọi đó là thường kiếp. Cái kiếp sống sau nó là kết quả của kiếp sống này, nhưng nó không phải là cái thằng này. Có một dịp nào đó tôi sẽ làm một cái so sánh nhỏ nhỏ cho về cái A Lại Gia Thích của Phật Gia Bắc Tông với Phật Gia Nam Tông. Phật Gia Nam Tông thì không có A Lại Gia Thích, nhưng có cái gần giống như thế. Nhưng mà bây giờ tôi nói nó ra là cái gì đầu chết bỏ, vì cái đó cho tôi một cái miếng, một cái tấm bảng lớn rồi tôi vẽ. Mà tôi có hỏi ông ở mấy cái ông mà tôi đang trị sư trị sự giáo lý, mà tôi ngồi tôi ngẫm tôi thấy rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Bây giờ mình mở cái lớp mà cái bà con quẩn mà không tới 2 bữa cái bà con lặn xong rồi có một người khác đi họ trồi, đứa người trồi người lặn rồi cứ người có hoặc không, như vậy thì cái lớp học nó sẽ bắt đầu lại hoài. Mà nếu bắt đầu thì người tới sao không có hiểu, nó kẹt như vậy. Cho nên đó là mình phải sure rằng trong lớp phải có một cái lực lượng mình gọi là lực lượng hạt nhân. Nghĩa là trong lớp tối thiểu phải có 5-7 người mà coi như là trời long đất lở cũng phải tới lớp. Đặng lỡ mà kẻ nào mà thiếu căn bản thì chính mấy cái cán bộ này của mình mới dìu dắt lại. Còn tôi không có quẩn mà tôi cứ ngồi, tôi cứ nhắc lùi trước thì quý vị giỏi là tôi đã màu xanh cỏ rồi. Sáng giờ tôi ăn có chén cơm. Ở đây người ta hỏi tôi ở đây sống sao, tôi nói trời ơi đây dân này thương tôi lắm. Đi lên mình muốn ngon thì ít Nhật Bản thì nhiều. Ok, cho nên ấy, là cái đó là vấn đề là nếu ta nghiên cứu Phật Pháp không có kỹ thì ta sẽ thấy rằng có rất là nhiều cái concept của đạo Phật vốn dĩ đã có sẵn ở trong gọi là một dẫn, và rất nhiều những tôn giáo khác mình được rắn quá như vậy, nó khác nhau một trời một vực. Có tại sao mấy đứa này nó chưa đi bản sao? Tức là nó giống nhau một chỗ là Phật giáo có nói đến nghiệp báo, Phật giáo có nói đến vô thường, và bên kia họ cũng nói đến nghiệp báo, họ cũng nói đến vô thường, họ cũng nói đến luân hồi. Nhưng mà bên kia họ nói rằng có một cái cục gì đó, có một cái tôi, có một cái gì đó nó đi từ kiếp này qua kiếp khác, được Phật Đức Phật thì không. Nói như vậy, Ngài nhìn nhận có tái sanh, Ngài nhìn nhận có nghiệp báo, nhưng Ngài không chấp nhận cái chuyện là có ai đó đi từ kiếp này qua kiếp khác. Cho nên trong đạo Phật chỉ không có chữ incarnation. Cái chữ incarnation vốn không có chỗ xài trong đạo thừa mà. Bởi vì có người sẽ hỏi rằng thì là cái chuyện đó có quan trọng như sao mình tu thôi. Không phải,
mình tu bằng một cái ý niệm về tôi và của tôi đó, nó khác với cái chuyện mình tu bằng một cái sự buông bỏ toàn diện, khác nhau nhiều lắm. Tôi bố thí, tôi nghe kinh, tôi nghe pháp, tôi thọ giới, tôi ăn chay để tôi được phước báo. Cái đó nghe qua thì nó hay lắm, nhưng mà nó không giống với cái thái độ này. Tôi bố thí, tôi trì giới, tôi tu hành để tôi bào mòn cái phiền não, tôi bào mòn cái ý niệm về cái tôi. Hai cái đó khác nhau nhiều lắm, nói một cách khác bé bé, nếu quanh tay con chào bác à để được khen, còn mình thì sao? Mình lớn lên, mình đi vào trong ngoài đời, đi ra vào xã hội, mình rất là lễ phép, mình rất là nice với thiên hạ, nhưng không phải là vì lời khen, mà vì đó là chuyện rất là bình thường. Mình càng lịch sự thì mình càng cảm thấy thoải mái. Hai cái này nó khác nhau nhiều lắm. Một người lớn lễ phép, một đứa bé nó lễ phép, nó khác nhau chứ. Một đứa bé nó lễ phép là vì nó muốn thèm được một viên kẹo, nhưng mà mình người lớn cũng không phải vậy. Thì Đức Phật đề nghị mình hãy tu tập một cách trưởng thành. Trưởng thành là vậy đó, tức là mình khi mà mình nói rằng tôi đến với đạo Phật để tôi cầu đạo giải thoát, nhưng mà mình quên một chuyện: giải thoát cái gì? Giải thoát cái khổ. Mà tại sao mình khổ? Là vì mình cứ nghĩ rằng thì là đây là tôi, đây là của tôi. Tôi xin đoan chắc 1000% với đại chúng ở đây rằng 100% cái khổ của phàm phu nó đến từ cái ngã chấp. Nếu bây giờ các vị không có sống nặng về cái tôi và của tôi đó, là tình hình nó sẽ thay đổi nhiều lắm. Mà trong khi đó, vì tất cả những khổ này đều đến từ cái misunderstanding, cái illusion của mình, cho nên mình mới khổ. Bây giờ mình đi vào đạo, mình học đạo để chi? Để mình gỡ cái hiểu lầm đó ra, mình không tiếp tục mình để nó đè. Mà trong khi đó mình chưa kịp gỡ cái tôi cũ, bây giờ mình lại chồng thêm một cái tôi mới, đó là tôi tu tập để mà tôi được công đức, thì cái chồng thêm lớp đó là hai đó, nó nặng còn hơn cái người chưa có tu. Cho nên có một cái hiểu lầm rất là lớn, người ta nói rằng thì là tu là buông hết tất cả ngũ uẩn nhan, không có gì cũng không, thiện cũng không, ác cũng không. Cái suy nghĩ là tốt, cái suy nghĩ là nên hơn nên. Trong trường hợp nào người ta nói cái gì cũng không, thí dụ có những trường hợp đặc biệt, thì mình thấy rằng ấy, dầu cho mình có tu hành bao nhiêu đi nữa, mình có bao nhiêu phước báo đi nữa, thì nhiều lắm là mình được sanh làm một ông thủ tướng có ăn học, có nhân dáng ngon lành, có uy tín, có tiền bạc, vân vân vân, nhưng mà cuối cùng rồi thì nó cũng vô thường. Bao nhiêu công đức nó được thể hiện qua ngôn ngữ và qua hành động, thì tất cả những công đức đó nó dẫn đến những kết quả, những kết quả đó cũng là vô thường. Cho nên đó là lý do mà người ta nói rằng công đức là vô thường. Nếu cần người ta vẫn nói công đức là không, không là không có nghĩa là như vậy đó, không ở đây có nghĩa là nó vốn là phù du. Được, mà nếu mà công đức là phù du thì cái bất thiện cũng phù du. Cái tham sân si nó chỉ là những thoáng chốc đi qua trong lòng của mình, và nếu mà nó được thể hiện qua hành động và ngôn ngữ thì nó sẽ để lại những cái quả bất thiện. Những cái quả đó nó đưa chúng ta đi vào địa ngục, nó đưa chúng ta đi xa đỏ, nhưng mà rồi thì sao? Nó đến giai đoạn nào nó cũng hết, chứ không phải là nó đời đời kiếp kiếp mình đi khổ. Nói chung là trong dòng luân hồi mình ấy, lúc thiện lúc ác, chính vì có lúc thiện lúc ác cho nên mình có lúc vui có lúc khổ. Và cả cái vui cái khổ, cả cái thiện ác này nó cũng chỉ là từng thoáng chốc phù vân, nó trôi đi, phù vân nó trôi đi trên cái cuộc đời của mình ấy. Cho nên chính vì cái chỗ khía cạnh phù vân này mà người ta gọi rằng thiện hay không. Nhưng có một số người họ lại suy diễn thêm, nó chính vì mọi thứ nó đều là phù vân cho nên làm ác cũng giống như làm thiện. Tôi đi chùa cũng giống như tôi đi ăn cướp thôi. Các vị nghe kịp không? Ví dụ như bây giờ tôi hỏi các vị là cái câu nói này có đúng hay không? Một bà mẹ mà thấy đứa con tối ngày nó cứ cắm đầu cổ lo tiền không, bà mẹ nó thế này: con, tiền bạc là ngoại thân, mình sống sao vui, sống sao có nghĩa có nhân, chứ còn tiền không phải là tất cả đâu con, sẽ có một ngày cũng xuôi tay cũng buông hết. Cái câu đó đúng hay sai? Rồi bây giờ một thằng con khác cũng của bả luôn, nó quẩn lại nó đến bài, nó đánh rồi nó đánh tối tăm mặt mũi, sáng đánh chiều đánh tối đánh, cái tới luôn chiến lược luôn. Bả có nói như thế này: con có biết rằng hàng tỷ người trên hành tinh này không có tiền để xài không? Con có biết hàng tỷ người trên hành tinh này không đủ ăn không?
mà tại sao mà con lấy tiền con đi con đốt như vậy, rồi lỡ mai này mà con bị stroke, con nằm liệt, con tiêu tiểu tại chỗ, rồi đứa nào nó nuôi con phải biết rồi. Lúc đó không ai nuôi con đâu, con đừng có tin cậy máu mủ, con hãy tin đồng tiền cho ăn hơn. Cái câu đó đúng hay sai? À, trong cái câu trước người ta chửi tiền quý vị cũng nói đúng, mà câu sau người ta vinh danh cái đồng tiền quý vị một lần nữa cũng nói là đúng. Vì sao? Là vì tùy chỗ mà nói cũng vậy đó. Khi mà Đức Phật Ngài kêu gọi mình tu hành thì Ngài phải nói rằng công đức rất là cần thiết. Ngài xác nhận công đức là có, không cần thiết sao được. Một con người sanh ra mà coi như nước miếng nước mũi mà chảy ròng ròng mà không có suy nghĩ được, có ngày mắt lên làm gì nó thấy thua rồi, tự thân mình không an lạc làm sao mà giúp người khác an lạc được. Cho nên phải có công đức để khỏe mạnh, để suy nghĩ, để có tiền gì nữa. Chứ nếu mình không có gì hết thì bản thân mình nó lo được, mình phải làm phiền người khác. Cho nên cái chuyện đầu tiên khi nào cần thiết thì phải có công đức, cần thiết, công đức cần thiết sống ở đời này. Công đức là chưa nói, có những trường hợp Ngài phải xác định cho mình thấy rằng như này, ok con tu rất là tốt, nhưng con nhớ rằng bao nhiêu công đức nó chỉ là phương tiện để đi qua sông thôi con à. Ngay cả con có tinh thông toàn bộ kinh điển thì toàn bộ cái kinh điển cái mà con tinh thông nó chỉ là phương tiện để đi qua sông. Một người thông minh khi đã qua sông rồi thì họ để cái bè lên bờ sông, nhưng ai nghĩ lát lại luôn thì cũng vậy. Phật pháp gì là cái bè đến qua sông thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi ăn chay lâu năm, tôi là người tụng kinh nhiều, tôi là người đi chùa nhiều, tôi là người biết kinh điển nhiều, cái gì cũng tôi hết thì cái đó không có tốt. Nhưng nếu mà mình tu học mà mình không có biết Phật pháp, cái kiến thức của mình về Phật pháp nó nghèo quá thì tu cái gì? Học không tu là tụng sách, tu không học là tu mù. Không mà không có tu thì Phật pháp nó rào ào ào, mà không có tu cái đó là cái tủ kinh này. Nhưng mà có điều mình tu mà học là tu mù, tức là mình buồn quá chùa nghe bài bài là cũng pháp môn tu niệm Phật, tu niệm kinh rồi đó, mình ham thế nó tu cái này gọn nè. Nhưng tới hồi mình về mình rõ rồi dài dài tháng một ngày đó mình nghĩ ủa một cái đạo có nhiêu hết trời. Một ông hoàng bỏ ngôi đi tu vào trong rừng khổ hạnh, thì nãy mình đọc cuộc đời của ông khổ dằn trời. Ông tu như vậy rồi ông thành bậc đại giá gốc bồ đề trụ thế mấy chục năm. Bây giờ ông đi mất rồi, đệ tử ông truyền cho mình có một cục mới lớn để kêu tu. Cái gia tài cũng giàu có biết bao nhiêu, mà nó nên nó móc ra cho bệnh hủ trao lưng tôi nữa, kêu gia tài của mẹ để lại cho con một lũ bộ thể, một núi đầy mồ. Cho nên trong trường hợp đó tùy chỗ mà hiểu lời Phật. Chiều nay tôi muốn giải nó bị nghe một bài kinh, mình nói là tôi đánh một cái dòng nó xa quá trời, muốn ghé Quế mình thì cả thì chưa tới Quảng Bình. Nó ghé Động Phong Nha, nó ghé Quế rồi để về cầu Trường Tiền. Cầu Trường Tiền đang số 10, cái đang số 10 rất là quan trọng. Tại sao tôi chọn trang số 10 là bởi vì nó có phần tiếng Pali và phần tiếng Việt. Cái trang này tôi thưa với đại chúng một chuyện, đó là toàn bộ những cái bài kinh mà mình tụng nó không hề có một ý nghĩa là cầu một cái đấng nào trên thượng tầng không khí mà thò tay xuống phù hộ cho mình. Không có cha nào mà quẩn làm gì đó hết. Chỉ có mình không thò hộ mình gì đâu. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta tụng nó đều có một ý nghĩa rất là quan trọng. Tức là nếu chúng ta chịu đào sớm một chút thì chúng ta sẽ mở ra rất là nhiều vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ nhất đó là pháp vi diệu cha lành khéo dài, lìa danh ngôn giác ngộ hiển tiền. Cái này không có trong kinh thì do mấy ông nội mình chế thêm, nhưng cái này là có thiệt rồi. Vượt thời gian chỉ có ba chữ thôi, còn cái chữ của viên ngũ ông thầy tôi thêm cho nó ngầu thôi. Vượt thời gian, cảm thấy mình có cái mắc cơ làm gì có sướng thì cái gì có mắc cơ thiếu. Cái vượt thời gian là có rồi, cái đến rồi thấy là có rồi, hướng thượng tâm là có rồi, tự ngộ cái trí nhân tự ngộ là có, bốn chữ là có, còn ngoài ra là coi như là nhí nhảnh tỉnh dậy cho vui thôi. Bây giờ cái thứ nhất là vượt thời gian là gì? Là timeless. Cái tiếng Phạn là akaliku,
có người họ học kỹ hơn chứ là Coca-Cola. Cái Phật giáo Nam Tông chữ Pali gọi là Theravada, nhưng mà ở Việt Nam nhiều người có chữ cái đạo Theravada. Rồi cái chữ, rồi có người ông kia ông cãi nữa không, thì Theravada không đúng, phải là đạo Theravada. Ông kia ông sửa thành là Theravada ra máu. Ở đó ở Việt Nam á, là Phật tử Nam Tông á, dốt gì thì dốt cũng ráng thuộc bộ hai câu kinh Bali tiếng Nhật Ma người ta. Đấy. Ví dụ như cái bài mà có dầu đánh lễ thắng từ tôn người Phật chánh đi đến giường đó, là bên Nam Tông là 5 tuổi còn muốn chứ cũng phải thuộc bằng Bali. Nam Mô Tát Sa Bát Quan Tua Đập. Rồi một bài hướng nhắn là cái bài đó tiếng Phạn là Y Đăng Vô Nha Ti Năng Hồn Tú Xúc Di Tao Di Sa Ta Vô. Mong như cái phước lành này nè, nó trở thành là cái nguồn năng lượng cho cái thân nhân quá vãng của con ấy được an lạc ở một cảnh giới nào đó. Sao quay gì Y Đăng Vô Nha Ti Năng Hồn Tú. Thì dân này nắng có người họ là họ không có học kinh, họ học lớp cái đàn vô giá, cái đàn hôn thú hôn cùng nhau tay vô, mà coi như là nó tụng mười mấy năm mà cứ cái đàn vô giá, cái đàn hôn thú. Thì có một bụng như vậy mà Long Thần Pháp mà không dặn họng đó là hên rồi, độc ác như vậy. Rồi ở trong 10 hồng danh Phật có một cái hồng danh gọi là Á Ra Hăn, có nghĩa là quốc xứng đáng quốc, mà coi như cái bà hai của tôi có tu hai mấy năm, cạo bốn lưỡng rùi đậu còn trần, mà coi như là bắt đọc cái hồng danh đó, bắt đọc có tu kiểu gì mặt cái đọc ngay nghe, cho nên toàn bộ cái bí mật cũng đã nằm ở trong đó. Một ngày kia khi bản gần đứt rồi đó, thì mấy thầy sư cũng ăn ngủ thôi, lấy tuổi tới đây là thận thọ rồi, giờ buông hết đi, còn đó tập trung niệm Phật, cái lòng tình đi, chỉ có nằm ngáp ngáp anh không có sợ, tôi vững lắm, tôi vững vàng lắm, coi như là sự tôi ăn rầu đó là tôi cứ niệm ra này ngàn đây sao cô niệm sao cô niệm lại cho nghe, để mà nói là hả ra ăn, hả ra ăn, thật ra người ta là á ra hen, á ra hen, mà bán hai mấy năm bà cứ chơi một chiêu một là hả ra hen, mà bà thấy nó dễ hiểu, bà thấy nó dễ hiểu hơn chứ còn á ra hen thì nó đâu có từ lạ đâu. Vậy cho nên là suốt nhiều năm nhiều tháng hai mấy năm bà chơi có một cái nhiêu đó không, bà biết bị bánh điện của đâu, tôi biết chết đi đâu, tôi đi làm con của mấy chủ nhà hàng chứ còn đâu đi đâu, tôi cũng phải cà cõi nào mà rước cái người niệm bán ôn này hả ra hen. Thì cái Phật pháp đầu tiên, cái khía cạnh đầu tiên của Phật pháp là gì? Là vượt ngoài thời gian, là sao? Nó ngẫu nhiên, nó rất là trùng hợp. Ta biết trên tàu có một câu là tu muôn kiếp mà ngộ, ngộ kỳ thời cũng kiếm cái lan cây, ngộ nhất thời, ngộ nhất thời rồi như ngộ kỳ thời. Mà cái bài đó cũng là một trong những cái bài mà tôi không có hiểu. Nam mô di bố phù, nam mô di bố phạ. Thôi cái này để bàn sau nha. Thì tôi nhất kiếp mà ngộ nhất thời là sao? Là trong vô số kiếp chúng ta tích lũy cái hiểu lầm. Cái này là của tôi, cái này là của bà, cái này là của tôi, cái này là của chả. Chả đụng tới tôi là tôi nổi điên lên, mà tôi đụng bên chả nổi đi lên, tức là suốt nhiều kiếp trong lượng duyên hồi cứ tôi của tôi, tôi của tôi, tôi của tôi. Nhưng nếu một người mà may mắn mà gặp được minh sư thiện hữu, nhất là gặp được chư Phật mà dạy cho học, rồi họ mới tu tập ba la mật tích lũy công đức nhiều kiếp, đến một lúc nào đó tự nhiên, nếu mà họ là bậc trong trong đạo Phật nguyên thủy, mình Đức Phật nói có hai trường hợp giác ngộ. Trường hợp thứ nhất là tự giác hay là tự ngộ. Họ trường hợp thứ khác họ họ giúp cho mình. Đấy. Thì muốn có khả năng tự ngộ thì hơi tu hơi lâu, cũng giống như bây giờ mình có đi qua sông là bằng chính cái con tàu mà mình mua hoặc chính con tàu mà mình đóng thì nó hơi lâu,
còn mình đi bằng cái vé đó thì ngay cả cruise mình bỏ tiền ra mình đi nó mau lắm, còn mình đi bằng chính cái con đò, đi bằng chính con bè, chiếc bè mình đóng nó lâu lắm nha. Nên cái bậc giác ngộ trong Phật giáo, Phật nói là có hai hạng, đó là tự ngộ và nhờ các ông hộ giúp cho. Thì nếu mà nhân duyên nó đủ mình chỉ thay đổi trạng thái, mà không tôi có nói rồi, không có cái sự diệt trừ từ não nào hết, mà chỉ có sự thay đổi cách nhìn thôi. Các vị có đồng ý với tôi rằng có nhiều cái chuyện mà do anh theo thời gian năm tháng tự nhiên có một ngày tự nhiên bừng sáng ra không? Có không? Tức là mình không có thêm bớt, tự nhiên hồi đó chuyện về chuyện xe chuyện ép tất cả là biết sáu chuyện, nhưng mà mình không biết cách ráp nó lại. Bỗng nhiên đến một ngày là đó mình đang lái xe con làm được, tự nhiên mình hiểu được chuyện đó rõ ràng. Thì đạo Phật gọi đó là timeless. Và đây là một câu nói rất rất là quan trọng mà con nên nhớ giùm. Đừng bao giờ đi tìm cái mà mình muốn thấy. Gạch dưới cái chữ đi tìm. Đừng bao giờ đi tìm cái mà mình muốn thấy. Bởi vì khi mà ta gặp nó mà bằng một cái tâm trạng háo hức á, ta thấy nó ta sẽ không biết. Đây nói về chân lý thôi nha, chứ mà mốt về hồi mà mất mất tiền phải đi kiếm. Hồi tối qua tôi mới đi kiếm cái rì xít là trả đồ rồi. Đừng bao giờ đi tìm cái mà mình muốn thấy, mà hãy tạo điều kiện cho nó tự đến. Cái thiền định Phật giáo nó vi diệu ở chỗ đó. Tức là mình cứ ngồi trong kinh đó là vô thường, nghe con hít vô thở ra, hít vô là vô thường, thở ra vô thường. Hồi nãy tốt, bây giờ xấu, hồi nãy vui, giờ buồn là vô thường, con nhớ đi. Mà cái gì vô thường cái đó phải có mình. Bởi vì mình đâu có ngu, mình muốn nó vô thường. Mình tỉnh lúc về lúc khác vô thường. Tất cả những nguyên tắc đó là toàn là vẹt, là xáo, là nhồng, là cưỡng bắt chước người ta mà nói, chứ mình không có thấy được. Một ngày nào đó chính mình ngồi yên mà mình không có hề có tâm niệm rằng tôi đang tu thiền, cái đó là tự nhiên cái tiếng nó tới như vậy trong đó. Hoặc có bị hỏi thằng cha nào mà chơi viết nhạc thì biết, cứ ngồi mà ôm cái guitar, mình ngồi mà gồng mà tìm mấy cái nốt cái tông nghĩ ra, nhưng mà lúc mình đang lái xe sao lộ tự nhiên cái melody nó tới à, cái melody nó tới, cái đó là nhẹ nhàng thì hay. Còn mình ngồi mình gồng cái gì, người ta hỏi viết nhạc kiểu order đó, bấm gãy phím nó không có ra. Nguyễn Xuân Khoát là một nhạc sĩ già lão niên của Việt Nam nói thế này. Trịnh Công Sơn viết nhạc hay mà người ta rút từ động ảo ra, cái đó gọi là timeless. Cái cảm ứng trong nghệ thuật hay là trí tuệ trong giải thoát phải là như vậy. Nó phải đến trên một cái nền tảng rất là random, rất là random. Tức là tự nhiên một cái trời rất đùng xuống thì nó sẽ hay. Nắng nóng thì vậy, nắng nóng thì vậy. Cho nên tôi nhớ có một câu nó hơi lạc đề, nhưng mà tôi nhớ thì tôi nói bao ổn. Là ông Rodin là một nhà điêu khắc của Pháp. Ông là tác giả nổi tiếng của cái bức tượng mà Love, tức là cặp nam nữ nó ôm hôn nhau. Tới hôm nay mà về thấy vị bảo tàng của những viện bảo tàng của Pháp, những thằng Lô sẽ thấy bức tượng đó. Ông có nói cái bí quyết tạc tượng không? Ông có để lại đời rất là hai câu rất là hay. Câu thứ nhất đó là: tôi đem về một tảng đá hay là một khúc gỗ rồi thì tôi bỏ đi cái thừa. Ông tưởng ông ta hỏi ông cái bí quyết tạo tượng, mình tưởng cho ông nhận hay quá hay quá, ông có nhiều tác phẩm lớn hay quá, những cái masterpiece. Chắc là ông cho mình cái lời khuyên hay là giả, không hề nói một câu nào mà thông minh thì nó câu nghe rất là tổng tư, rất là dung dị. Tôi đem về một cái tảng đá hay là một cục cổ rồi thì tôi bỏ đi những chỗ thừa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, còn người ta hỏi nếu phải thêm một câu nữa ông nói sao, ông nói rằng tôi tạc tượng khi nào tôi thấy thích chứ tôi không có tạc thêm nên đặt hàng. Và chính từ chỗ đó cho nên cái tác phẩm ổng lâu mau khó nói lắm, vì nó là timeless. Tôi nhớ Văn Hào Bản Ma Sô của An Lê viết văn rất là hay, nhưng mà ổng nổi tiếng là ổng rất là dí dỏm. Ổng dí dỏm bởi nhiều câu chuyện rất là nổi tiếng. Ví dụ như trước khi tôi kể các vị nghe câu chuyện, là cái chuyện mà tôi muốn kể tôi kể luôn câu chuyện mà tôi không muốn kể. Đó là ông xấu trai lắm. Các vị cứ nhìn tôi như vậy mà ông xấu lắm đâu là mình biết được. Thì có party, vô cái party thì có cái bà nó đẹp lắm, đẹp lắm.
mà bà biết một gia đình nổi tiếng, mà cứ rè 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 mới nói thôi nghề, bà mời ông này hút thuốc mà có rượu trong này rồi mới nói thôi nghề. Ngài nghĩ thì sao nếu chúng ta có một baby với nhau, nó sẽ thông minh như ngài và nó có nhan sắc như là em? Ông nói tôi cũng mong lắm thưa bà, nhưng mà tôi sợ là nó có nhan sắc của tôi và nó cũng có trí thông minh của bà để muộn đậu luôn. Đó là câu chuyện mà tôi không muốn kể, mà đây là câu chuyện tôi muốn kể. Một trong một cái bậc thiền khác, có người tới một thanh niên tới bên cạnh ông Tanisho, nói thưa ngài, một cái tác phẩm từ đó giờ cái tác phẩm mà lớn nhất của ngài, ngài nhớ là ngài lớn nhất là khoảng bao nhiêu trang, nếu mà in ra cái khổ thông thường bao nhiêu trang, và ngài nhớ là ngài cuốn lớn nhất của ngài viết bao lâu? Không cậu, những cái một cái chapter như vậy tôi viết 8 tháng vừa mới xong. Và từ đó thì có những cái nghiệm cuốn sách tôi viết cả 5-7 năm chưa xong. Cậu thanh niên ấy cười tinh nghịch, cậu nói tôi lại khác, ông biết tôi được coi như là sắp chưa, tôi viết từ những cuốn sách 600 trang tôi viết trong vòng khoảng nhiều tháng, nó nói 600 trang viết nhiều tháng rồi nó cũng đi sống được một tháng thôi. Cho nên cái cảm hứng trong nghệ thuật đó, nó không phải là cái sự gò ép viết theo kiểu order, tức mình viết mà mình đặt những con số về thời gian, về kích thước, về trọng lượng, về số lượng, về khối lượng, sáng tác được không phải như vậy, mà nó phải cho nó tất cả những cơ duyên. Ví dụ như người xưa đó muốn một bình văn hay là lòng thơ đó, họ cầu viện mình, họ đốt trà, họ tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới xong rồi họ mới đốt một cái bình, một cái lò hương rồi đứng hầu để gì, để trợ hứng. Mà nhiều cha coi như hứng nó đâu đi có kêu nó không về thì chạy đi để lấy rượu ra cho đốc luôn, có hứng như vậy. Hôm nay ta về Nhật Bản, ta sẽ đến một cái đền Shinto rất là nổi tiếng ở Tokyo. Ở trên cái đền đó nó có một cái tấm bàn bằng gỗ, nó khắc bốn chữ là đệ nhất nghĩa đến. Mà tất cả những ai mà biết viết tiếng Tàu ấy mà gặp được bốn chữ đó đều phải cúi đầu và gọi đây là tuyệt bút, đẹp lắm. Cái chữ đệ đây không ai được đẹp như đệ. Chữ nhất trong tiếng Hán là một cái gạch ngang đúng không? Nhưng mà xin thưa với các vị, ai mà biết dùng bút lông mà viết chữ Hán đều sợ cái ông thần nó còn hơn mình sợ Mao Trạch Đông. Chữ nhất viết không có đẹp. 100 người chỉ có một người viết đẹp chữ nhất thôi, vì nó là một gạch ngang, cho nên nếu mình gặp cũng khéo nhìn nó giống như khúc củi chứ đâu rã cái gì. Khó lắm. Vậy mà bốn cái chữ đệ nhất nghĩa đế trên tấm bảng thành thờ thành đạo, nó đẹp tưng. Đệ nhất thì chữ nghĩa cũng đẹp mà chữ đế cũng đẹp, đẹp đến mức mà không ai có thể viết lại lần nữa. Cho nên bây giờ người ta đang đau đầu là bây giờ nó mục rồi mà không biết làm sao mà thay, bởi vì nếu thay mà nó xấu hơn là chết.